Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Tối nay là đầu tuần, chúng ta cùng thọ trì kinh Pháp Hoa. Hồi nãy cái bài sám ngã niệm có hai cái câu cuối cùng. Thay vì trước khi vô cái câu ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, cái tự nhiên tôi đọc tới đó tôi có cái đồng cảm. Quý vị đọc mà nhiều khi quý vị như thầy viện chủ nói, đọc thì chúng ta phải có cái nghi vấn để chúng ta hỏi. Trong đó có hai câu gì? Đã không có phước gửi mình, trong ba đường ác tội hình phải xa. Cái câu này chúng ta đọc rồi chúng ta đặt lại cái vấn đề chư tổ nương cái oai thần chư Phật mà nhắc nhở chúng ta như vậy. Đã không có phước gửi mình, trong ba đường ác tội hình phải xa. Như vậy thì cuộc đời này, mình sinh ra cuộc đời này cõi tạm, nhưng mà mình phải có cái phước để mình nương nhờ mới được. Nếu chúng ta không có phước báo, không có phước mà để gửi mình, thì đó là cái nghiệp chúng ta phải đọa. Dù chúng ta đang sống cõi nhân gian này, nhưng mà rồi hết cái kiếp làm người, hoặc là ngay hiện tại kiếp làm người này, nhưng mà thân người, nhưng mà ta đang đọa trong cái dòng khổ. Cái người có phước là người như thế nào? Đã không có phước gửi mình, người có phước theo như Đức Phật dạy có phải ít nhất cũng phải hội đủ những cái điều kiện như sau. Thứ nhất đó là luôn luôn được an lạc. Người có phước là cái người luôn luôn được an lạc. Thứ hai là luôn được khỏe mạnh. Thứ ba là bạn bè thương mến. Thứ tư là có đủ những phương tiện cần dùng, hay là có đủ những cái điều vật chất. Thứ năm là phán đoán việc gì cũng không sai lầm. Đó là ít nhất tối thiểu của một cái con người trong cuộc đời này đã đòi hỏi cũng phải tối thiểu cũng phải có năm cái phước đó. Mà nếu mà ta không có những cái phước trên á, thì coi như là cái nghiệp chúng ta hiện tại cũng như vị lai sẽ bị đọa đày. Rồi nếu chúng ta biết được chúng ta không có đầy đủ những phước báo như trên, thì đại chúng phải làm sao đây? Thì chúng ta phải ráng tu tập, ráng gieo trồng cái phước báo. Một cái câu nói thôi mà khi chúng tôi nghĩ tới, chúng tôi giống như là nó có thay đổi cái gì đó trong tâm thức của mình. Đã không có phước gửi mình. Cái câu dầu dịch ra cái văn chữ Việt là rất là có ý nghĩa. Như vậy thì các Phật tử nên lưu ý, lưu tâm coi chúng ta năm cái điều kiện này, chúng ta được cái điều nào và chưa được điều nào, để rồi chúng ta bổ túc, chúng ta tu tập, chúng ta trau dồi, chúng ta vun trồng. Để thôi không khéo là một đời nó luống qua rồi, cái đời sau chúng ta tiếp tục cảnh khổ. Trong cái bài sám hồi nãy đó, sám ngã niệm, đã không có phước gửi mình, trong ba đường ác tội hình phải xa, ngưỡng mong Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, hai tòa thánh tăng gì đó. Hồi xưa thì chúng tôi đọc chữ Hán, cho nên bây giờ có khi chữ Việt thì chỉ nhớ một hai câu. Như vậy nếu chúng ta có phước thì đời sống chúng ta luôn luôn được an lạc, hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy an vui. Đó là một cái phước. Phước thứ hai là luôn được khỏe mạnh.
Thứ ba là bạn bè thương mến. Thứ tư là ta ít nhất cũng phải có những cái phương tiện, đầy đủ những phương tiện cần dùng, không có thiếu thốn, không có cực khổ, không có khó khăn, không có chạy đôn chạy đáo, đầu tắt mặt tối để tìm ra cái miếng cơm manh áo. Cái thứ năm là phán đoán việc gì cũng không có sai lầm. Phán đoán nghĩa là nhiều khi mình phán đoán, mình suy nghĩ, mình nghi ngờ việc gì đó đó thì nó không trúng như sự thật. Còn nếu mà mình có phước á, là nó có, ta gọi là có cái giác quan hay gọi là có thần thông, mình phán đoán một việc gì đó nó đúng như thật, nó không có sai. Cho nên là chúng thấy một câu thôi mà nếu chúng ta đặt ra vấn đề nghi vấn thì chúng ta học hộ, chúng ta tìm cầu nó thấm thía như vậy đó, quý vị thấy không? Cho nên nếu đời này mà ta không đủ phước là chắc chắn chúng ta phải xa địa ngục, xa đường ngạ quỷ, xa súc sanh. Thành ra phải cố gắng mà tu hành, đừng có ham. Có nhiều người phước không có, mang một đống thân nghiệp, bệnh hoạn, xấu xí, hôi dơ, nghèo thô túng, mà còn mơ tưởng những cái chuyện viễn vông quan đường, mơ những cái chuyện không có trên trần gian này. Người ta có phước á, thì quý vị thấy ta muốn gì cũng được hết trơn á. Còn mà người không có phước rồi đó, muốn một cái cũng không được, đừng nói chi mà muốn những cái gian sang cẩm tú. Vậy mà nhiều khi tôi giảng thẳng, giảng trạch như vậy để cho quý vị phát cái tâm, chứ không có ý gì mà cơ hiềm, mà dèm pha, mà chỉ trích hết nha. Để cho quý vị phát cái tâm, mình biết mình có phước hay không có phước. Cái người có phước thì được nhiều bạn bè thương mến, vợ con thương yêu, lục thân quyến thuộc đủ đầy. Còn mình vô phước thì sao? Đủ thứ chuyện trong cuộc đời này, trên rồi than thân trách phận, chồng bỏ, chồng chê, chồng mê, vợ bé, rồi con cái nó giận hờn, nó quán thù, anh em thì xa lắm, vân vân. Đó là chúng ta biết chúng ta vô phước. Rồi vô phước nữa đó là chúng ta muốn ăn gì cũng có mà ăn, muốn mặc gì cũng có mà mặc, muốn xài không có mà xài. Còn người có phước á thì vừa khởi cái tâm lên thôi, hoặc không cần nó tới ào ào. Vừa khởi cái tâm, ví dụ như nói giờ tôi tự nhiên tôi muốn ăn cái đó, hay tôi muốn mặc cái đó, thì tự nhiên nó khiến sao nó có à. Còn mà không có phước rồi, có muốn cỡ nào nói ráo nước miếng cũng ai cho. Có gì để ý chỗ đó không? Thấy rõ ràng chỗ đó. Mình nói ráo nước miếng mà không ai đem cúng cho mình hết trơn á. Còn cái người có phước rồi ăn không hết, mặc không hết, xài không hết. Mà chỗ đó mà chúng ta nhớ mà ráng mà lưu tâm, mà để ý cái chỗ đó. Rồi người có phước thì cái thân thể luôn được khỏe mạnh, nó không có bệnh tật. Sở dĩ mình bệnh tật là tại vì mình có những cái tham lam, sân hận, si mê từ cái quá khứ dẫn tới cái hiện tại. Rồi mình đau khổ, mình đau buồn, rồi mình sanh ra những chứng bệnh tật, hoặc là điên rồ, hoặc là lát hủi điên cuồng, hoặc là tay chân què, hoặc là xấu xí hôi dơ, vân vân. Đó là những cái điều rõ ràng là nó không có phước. Như vậy mình hãy kiểm tra lại mình. Cho nên cái câu rất là hay mà tôi đọc mà tôi tâm đắc, đã không có phước gửi mình. Cái phước nó là diễn nhiên, nó là không có phải, nó là vô lậu, nó là hữu lậu thôi. Nhưng mà có nhiều khi trên cuộc đời này cái phước hữu lậu mình cũng không có nữa. Cho nên cái phước hữu lậu không có thì làm sao mình tu tập cho được. Mà mình không gắng tu tập nữa thì trên cuộc đời này mình phải đọa thôi. Cho nên phải thức tỉnh để biết như vậy, để rồi chúng ta thấy mình có phước hay vô phước mà mình cố gắng mình tu tập. Đừng có cho nó đọa lạc nữa, mà mình chấm dứt ngay đời này, mình đi lên chứ đừng cho đi xuống nữa. Còn không khéo cuộc đời này mình đi xuống không á, thì coi như biết bao giờ mình đi lên được. Cho nên giàu là tình thân, anh em, là cha mẹ, là chồng vợ, là quyến thuộc, là thầy trò đi nữa, nhưng mà nó tới cái đường cục,
cổ toàn rồi đó thì mạnh ai nó đi thôi. Cái nghiệp báo mạnh ai nó đi, không ai cứu được cho ai hết á. Cho nên bây giờ mỗi người phải tự cứu cái thân mình, tự cứu mình phải tự cứu mình chứ không ai cứu mình được hết. Mình phải có ý thức. Cho nên trên đời này đúng ra cái kẻ khùng, kẻ điên, kẻ ngu, kẻ khùng, kẻ lác hủi điên cuồng á, nhưng mà nếu có ý thức vươn lên được thì cũng thành tựu được thôi. Chỉ sợ con người không ý thức, đã nghèo mà còn tham, đã dốt mà còn nói chữ nữa thì thôi mấy người này hết cứu rồi. Cho nên quý vị nhớ chỗ đó, ráng mà cố gắng tu tập. Như vậy thì mình nhìn mình, rồi mình nhìn những người xung quanh mình, thì mình biết ai có phước, ai không có phước liền à. Đó như tôi nói là những cái điều đó, năm điều này các vị nhớ để mà lưu ý. Hồi đó Đức Phật có, tôi nhớ có một bài kinh Đức Phật có dạy năm điều đó đó, năm điều đó. Cho nên cái người mà có luôn luôn được an lạc là một cái phước. Thứ hai là luôn có những cái sức khỏe, khỏe mạnh là cái phước. Thứ ba là bạn bè thương mến là cái phước. Thứ tư là có đủ những phương tiện cần dùng, không có thiếu thốn là có phước. Thứ năm là phán đoán việc gì cũng không có bị sai lầm. Thì bắt đầu từ đó mà tôi dẫn trở lại kinh Hóa Thành Dụ, của kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ, tới cái chỗ mà chúng ta đang học Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai là vua. Hôm nay chúng ta đi tới cái bài thứ 26. Chiều tôi có copy ra rồi cho quý vị đó. Sở dĩ chúng ta học cái phẩm này nhiều ngày mà không ra khỏi là vì rất cần thiết cho tất cả chúng ta khi trải qua một đường dài mệt mỏi ghé Quá Thành nghỉ ngơi. Trong lúc ngơi nghỉ không phải để ngủ nghỉ, để ăn uống no say. Thừa dịp này đặng ta tư duy quán chiếu thật kỹ càng cái mục tiêu và lý tưởng của ta, đặt ra cái việc tu hành. Cái phẩm Quá Thành Dụ này nó dài như vậy là để Đức Phật nói cái chỗ, cái bài thứ 25, cái chỗ chúng ta ngơi nghỉ. Đức Phật đặt cho chúng ta một cái khóa thành để ngơi nghỉ. Mà cái chữ ngơi nghỉ ở đây không phải là ngủ nghỉ hay là ăn uống no say đó, tôi đặt định nghĩa cho nó đó. Nhiều người đó thôi, hôm nay tu hành ngơi nghỉ một bữa đi. Cái chỗ ngơi nghỉ không phải là ngơi nghỉ là nghỉ tu. Không phải ngơi nghỉ là đi ăn uống no say rồi nhậu nhẹt rồi ca hát. Mà ngơi nghỉ đã thừa dịp này để chúng ta kiểm tra lại, kiểm tra lại cái sự tu hành của mình, cái lý tưởng, mục tiêu của mình. Cho nên có nhiều vị mà bữa nào mà nghỉ tụng kinh đó, thôi đây nghỉ một bữa đi, là quý vị mừng lắm. Mới thôi nghỉ ngủ cho đã. Đây là sai đường đó. Không phải nghỉ là ngủ cho đã, không phải nghỉ là ăn cho đã, mà trong cái thời gian ngơi nghỉ đó mình để mình kiểm định lại, kiểm tra lại. Cho nên chúng ta phải sống lại cái tự lực của chính mình, bồi bổ ý chí, rồi đi đến đích là giải thoát và giác ngộ. Phật cho chúng ta ngơi nghỉ, nhưng mà ngơi nghỉ Quá Thành để rồi chúng ta chuẩn bị một cái con đường, một cái lý tưởng đi tới, mà đi tới đích của Phật giáo, của Đức Phật dạy đó là giải thoát và giác ngộ. Giải thoát và giác ngộ. Mà tôi thường nói chữ giải thoát có nghĩa là cởi mở, mà chữ giác ngộ nghĩa là tỉnh thức. Xưa nay mình bị trói buộc, mình mê mộng, cho nên bây giờ mình thức tỉnh rồi, giật mình thức giác rồi, mình mở cái dây trói ra. Cho nên thường thường trong Phật giáo chúng ta đó, thường hay nói cái sao lại đặt ra đằng đầu, chứ thật ra theo lẽ là phải giác ngộ rồi mới giải thoát, chứ không phải giải thoát là giác ngộ nghe. Nội nhiêu đó thôi mà Phật tử phải đặt ra vấn đề nghi vấn. Hỏi thưa thầy, nó là giải thoát giác ngộ vậy cái gì, cái nào trước cái nào sau? Trời, giác ngộ rồi mới giải thoát. Anh thức tỉnh rồi anh mới mở cái dây anh trói được. Chứ còn anh không thức tỉnh mà anh mở dây anh trói sao được? Anh mê, anh ngủ mê sao anh mở dây anh trói được? Đi thấy không? Cho nên phải dịch nghĩa rõ ràng nghe. Chữ giải là cởi, mà chữ thoát là mở. Mà cởi mở, chữ giác ngộ là thức tỉnh, là tỉnh thức gì đó.
Như vậy thì khi chúng ta giật mình tỉnh thức, cái chúng ta thấy chúng ta bị dây nó trói buộc, cho nên chúng ta mở. Cho nên thông thường giáo lý và Phật thì nói cái quả để truy cái nhân. Bây giờ hiểu chỗ này chưa? Tất cả chúng ta bồi bổ ý chí đi đến đích là giải thoát và giác ngộ. Giải thoát là tự đem thân, là tự thân rồi đem an lạc, giải thoát ấy giác ngộ cho chúng sanh. Bây giờ mới đặt là cái tâm Bồ Tát, cái tâm của hành giả tu tập. Bây giờ giải thoát tự thân, khi nào chúng ta cởi mở được cái sự trói buộc của mình rồi đó, thì mình mới đi cứu người, mới đem cái an lạc giải thoát ấy mà giác ngộ cho chúng sanh, mà khuyên mà nhắc cho chúng sanh tỉnh thức. Tất cả chúng ta hàng ngày sống, cái sống có sống cái cảnh giới thật của chư thiên, và sống trong đời sống an lành như Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên vẫn có chư thiên đời sống an lành phước báo bên ngoài, nhưng học đạo phải vẫn tu theo con đường sôi rội tự tâm, chính là Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và 16 vương tử. Hôm rồi chúng ta học tới cái chỗ mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai không có thành Phật, ngồi thân tâm bất động mà pháp Phật không hiện ra, đúng không? Cho tới khi chư thiên rải qua cúng dường khải thỉnh, trải tòa cho ngài ngồi 10 tiểu kiếp, 10 tiểu kiếp thì pháp Phật mới hiện ra. Cái câu nói này thôi mà nếu quý vị mà lắng lòng, quý vị suy nghĩ tại sao mà trải qua 540 muôn ức na do tha kiếp mà pháp Phật không hiện ra, mà bây giờ chư thiên rải qua cúng dường rồi ngồi tiếp tục ngồi có 10 tiểu kiếp mà pháp Phật hiện ra. Tuyệt vời lắm. Ta biết được cái pháp số Phật học hay là những cái danh số đó, nó thấm thía lắm. Tại vì hàng chư thiên muốn hàng chư thiên là những cái tâm hướng thiện, những cái tâm hướng thượng, hướng thiện. Mà khi cái tâm hướng thượng, hướng thiện rồi đó, mà kiềm mà hóa giải được ba nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nghiệp, mà đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước á, ngồi mà thân tâm bất động, mà như bài hôm qua tôi có giảng ngày hôm qua đó, là chánh thân đoan tọa bị ngồi thân tâm bất động, mà chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Một khi tâm hướng thượng, hướng thiện rồi, cái tâm bất động, thân tâm bất động rồi, nó phát ra cái định lực, nó phát ra cái ly sanh hỷ lạc, cái ly hỷ diệu lạc, cái xả niệm thanh tịnh địa rồi đó, thì coi như qua cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi trải qua tới hàng chư thiên xuống khải thỉnh là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, có nghĩa là trải qua hết cửu địa rồi, thì bắt đầu thêm một cái nữa thôi, là 10 cái thôi, thì thành tựu đạo quả Bồ Đề. Đó là nói về cái ý nghĩa thứ nhất của ngồi 10 kiếp, 10 tiểu kiếp. Nhưng mà nói ý nghĩa sâu xa là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai bây giờ đã hướng thượng, hướng thiện, đã đoạn trừ được tất cả các ác nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, không còn những cái ác nghiệp nữa. Mà cái quan trọng của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai bây giờ đã thức rồi, đã tỉnh rồi, và lấy ý nghiệp để nhiếp hóa cái thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì bây giờ là Ngài không còn tham, không còn sân, không còn si mê nữa, thì Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, đầy đủ tất cả pháp. Mà xưa nay trong Kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ Huệ Năng có nói là hà kỳ tự tánh tự tất thanh tịnh. Không ngờ cái tự tánh của chúng ta nó vốn có thanh tịnh rồi. Hà kỳ tự tánh vốn cụ túc, tất cả cái tánh của chúng ta nó vốn đầy đủ rồi. Nhưng mà tại vì mình không có diệt được, không có đoạn trừ được, cho nên như vậy mà ngồi hoài mà nó có pháp Phật không hiện ra.
là ở chỗ chúng ta không buông, không xả, không có cái hướng ý hướng thượng làm sao hiện ra được, phải không quý vị, thấy không? Cho nên có nhiều khi chúng ta niệm hoài, chúng ta trì chú hoài, chúng ta tụng kinh hoài, chúng ta ngồi hoài, mà vậy mà pháp Phật không hiện ra chút nào hết á. Bởi vì chúng ta không chịu buông, không chịu xả. Cho nên ngày qua tôi có dẫn dụ câu chuyện đó, có một ông trưởng giả tới kính thăm Đức Phật, thì đi giữa đường gặp hai cái hoa, được gặp một bụi hoa thì bẻ hai cành hoa thiệt đẹp thì cầm lại dâng Đức Phật. Thì sao? Thì vừa tới Phật biểu buông, cái ông bỏ một cành hoa, rồi cái Phật biểu buông, cái ông bỏ một cành nữa, cái Phật biểu buông, cái ông quay lại nói: Bạch Thế Tôn, hai cành hoa con cầm hai tay con bỏ hết rồi, còn đâu bỏ nữa. Phật nói: Ta biểu buông nên là buông xả cái tư tưởng chấp mắc ở trong lòng ông đó. Cũng ví như nàng vô não vậy, chàng vô não vậy, chạy theo để mà chém Đức Phật, mà Phật thì đi từng bước mà chàng vô não thì cứ chạy lăng xăng. Rồi Phật ra chạy riết không kịp, ông mới kêu: Cụ Đàm, ông đứng lại. Thì Đức Phật nói: Tại ngươi chưa dừng chứ ta đã đứng lại từ lâu rồi. Nhưng mà cái điều này á, là muốn nói lên một cái bài pháp, chứ thật ra tôi nói thật với đại chúng á, tại sao ông cha vô não nó không dám nhào vô Đức Phật? Tại vì nó nghe cái danh ông Thích Ca Mâu Ni Phật trước kia là một vị thái tử văn võ song toàn rồi, nó đâu có dạy mà nó nhào vô. Nó vào nhào vô bậy cái ông giật cầu trỏ, ông giật vào lái cái trào má họng à. Thành ra nó chạy lăng xăng xung quanh mà nó không dám nhào vô. Mà tức có kêu: Cụ Đàm, ông đứng lại. Phật mới nói một câu pháp thôi: Tại ngươi lăng xăng, ngươi chạy theo, chứ còn ta đã đứng lại từ lâu rồi, ta đã dừng từ lâu rồi. Nó vậy vô não thức tỉnh buông cương xuống đi theo. Cho nên cái người mà nó có cái căn lành có chủng tử là vậy đó, gặp được cái bậc mà phước trí nhị nghiêm như vậy, phước trí đầy đủ như vậy, cái rồi khai thị có một câu thôi: ta ngộ đạo. Còn có nhiều người đi chùa cả đời, ở trong chùa luôn nữa nè, sát với Phật đi nè, mà một câu không ngộ, một bài kinh, một câu, một kệ, một niệm không có vui được. Cho nên kinh phù trạo tán dĩ thường định. Kinh là nhiều khi đọc kinh rồi nói tụng kinh mệt quá. Tri phàm nhân sự vũ tinh chiên. Nghe cái chuyện ngoài đời thì mình nghe hoài mình không thấy chán nản. Nên trong đó có tôi. Tôi đọc, tôi ngồi trên mạng, tôi coi cái câu chuyện mà như tôi nói mấy bữa nay mà tôi theo dõi mà sáu cái mạng người mà cái hai anh thanh niên đó viết đó, cho nên tôi coi hoài mà tôi cứ coi có tin gì mới, coi có tin gì mới không, không mệt nổi chứ đọc kinh hồi nó mệt. Rồi bây giờ coi cái đó, cái giờ nó lòi ra thêm cái là bây giờ ở Nghệ An có thêm vụ thảm sát, bốn người chết thê thảm nữa. Trời ơi, cái nghiệp báo của chúng sanh bây giờ nó tới cái thời tận diệt. Đó, cho nên đại chúng nhớ, mình mới xét lại như vậy. Vậy tôi trở lại tôi vấn đề tôi nói đó. Cho nên mình đọc kinh, đọc sách, đọc kệ, đọc lịch sử Phật, mình dĩ nhiên mình nghe, mình tôn kính, mình dĩ nhiên có một cái lòng tôn trọng Đức Phật, là có một cái điểm gì đó, một cái sự kiện gì đó nó hơn cái người phàm phu tục tử. Có, đúng, là bởi vì một vị thánh nhân mà, một vị Phật nào thì dĩ nhiên nó phải có khác thường một chút nào đó. Mà khác thường đây không phải là hù dọa, hù phong, hù vũ gì, không phải. Mà khác thường có nghĩa là cái người này nó có những cái phước báo của nhân duyên người ta ngay từ nhỏ, nó có những cái thuận duyên, những cái nghiệp lành để cho người ta trưởng dưỡng cái tâm bồ đề. Đúng, cái đó có. Còn cái điều mà nói rằng có cái hơn người bình thường khác mà coi như là bắt ấn rồi quèo rồi rái vậy đó, thì tôi hỏi quý vị là biển động nó vẫn là biển động à. Vậy mà đi ngược trở lại thì nói biển lặng sao biển lặng được. Tôi nói cho nên trên cuộc đời này có nhiều cái nó chướng duyên. Nói cái tên, cái tuổi, cái tánh, cái này kia nọ, nó cũng báo hiệu cho một con người nó có một gì đó. Cho nên quý vị thấy không? Vì vậy cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi là thái tử ông văn võ song toàn rồi, cho nên vì vậy mà
A Xà Thế Kiết cho phép Đề Bà Đạt Đa hại Phật, cho voi sai ra để mà dẫm Phật. Cho voi sai là cho voi uống rượu đó, uống rượu sai để nó ra nó dẫm nát cái hình ông Phật. Bây giờ ông Phật ông trang nghiêm, ông đoan thân chứ đâu phải như mình mà chạy lăng xăng đâu. Cho nên ông đi từng bước trang nghiêm, ông Phật là tu mẫu mà, phục Đấng Thế Tôn mà, chứ đâu phải như tôi. Đấng Thế Tôn là phải tu mẫu à, tu mẫu là phải quy nghi tế hạnh, còn như tôi thì không có tu mẫu được. Bởi vì bây giờ đời giờ thì không có nói tiếng tu mẫu, còn Phật là phải tu mẫu, không có lăng xăng như mình. Cho nên cho voi sai ra dẫm đạp. Nhưng mà tại sao nó không đạp? Tại vì hồi xưa đó Đức Phật đã từng 6 năm ở trong rừng sống với voi với khỉ, cho nên Phật biết cái tiếng của con voi con, nó kêu con voi mẹ như thế nào. Cho nên khi nó vừa vô, nó vừa nhào ra thì Phật dùng cái tiếng của voi con nó kêu voi mẹ, thì con voi nó tưởng đâu là con của nó, cho nên nó quỳ xuống, nó nằm xuống để cho con nó bú. Thì thấy không? Cho nên ông Phật ông hay là chỗ đó đó, là ông từng trải qua hết cái giai đoạn cuộc đời của ông, học hết tất cả rồi. Cái chỗ này bằng chứng từ đâu? Tôi nói bằng chứng từ Bùi Thị Xuân với Nguyễn Huệ của Tây Sơn nè, là nói có sách nó có chứng nè. Lúc mà vua Gia Long mà cho xé thay, cho voi giày ngựa xé Nguyễn Huệ đó, cho voi giày ngựa xé các vị tướng sĩ, thì Bùi Thị Xuân bảo la sao? Bảo nói này các voi, ngươi tại sao ngươi là bạn của ta, ngươi trung thành với ta, mà tại sao ngươi thế này thế kia thế nọ, ngươi vậy thế kia. Khi bả ra lệnh cái là voi nó quản hồn, nó bỏ vô. Không phải, là tại vì quân Tây Sơn đã từng ở trong rừng, nó từng biết tiếng voi như thế nào, cho nên bà Thị Sơn bả hét một cái, bả từng huấn luyện voi, cho nên Bùi Thị Sơn bả hét một cái là voi nó quản hồn, nó bỏ nó đi vô thôi. Thì trở lại vấn đề Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Cho nên giảng pháp á, thì cái dân mà mới đi chùa, mới biết đạo, thì hoặc là cái ông thầy mà mới học, mới nói một bài, một kệ, một câu, một niệm tùy hỷ gì đó thì nó khác. Mà giảng Đại Thừa Phật Pháp thì phải giảng trạch như vậy. Còn cái vấn đề mà Đề Bà Đạt Đa mà lăn đá xuống làm sao mà không đụng Phật được là không phải. Tại vì ông Phật ngày xưa ông từng dỗi về cái cung nỏ, cho nên khi ông vương cung ông bắn là ông biết mục tiêu nó bay tới đâu, nó đậu chỗ nào, nó làm sao rồi. Thì nó từ xa mà ông thấy cục đá lăn là ông biết nó lăn cự ly như thế nào rồi, cho nên ông né, yêu cầu ông xê dịch qua cái thôi là cục đá nó không trúng à. Ngài có chánh niệm, ngài có chánh định, và ngài có một cái sự toán học trong đầu, và dầu thời gian đó nó chưa có toán học, nhưng mà ông dỗi tới mức độ như vậy đó, quý vị thấy không? Cho nên một vị Phật mà, một vị Như Lai Thế Tôn, một vị là thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ, thì phải có được những điều như vậy hơn người bình thường chứ. Cho nên Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai chờ tới khi chư thiên khải thỉnh rải hoa tán hương cúng dường, rồi khi mà ngài được thân tâm ngài nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng được sự cúng dường của chư thiên rồi đó, thì ngài ngồi 10 kiếp thân tâm bất động nữa thì bắt đầu ngài mới thành Phật. Thì ngài mới thành Phật rồi đó thì bắt đầu sao nè, thì mới là ông nội là Chuyển Lương Thánh Vương và cùng với 16 người con của ổng mới tùy tùng mới tới đảnh lễ mà khải thỉnh thuyết pháp. Ông nội là Chuyển Lương Thánh Vương, hay từng chữ như vậy đó. Cho nên Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và 16 vị vương tử, Phật Đại Thông Trí Thắng chuyển xe pháp luân ban đầu nói pháp tứ đế, ý nói rằng trên tiến trình giáo hóa chúng sanh của chư Phật ba đời đều như nhau. Cái quá trình tiến hóa chúng sanh và chư Phật ba đời đều như nhau, là Phật nào cũng phải nói cái pháp tứ đế đầu tiên hết. Vì cái chỗ đó mà mới trên tư tưởng Đại Thừa Phật giáo á, nó có hai cái danh từ là Phật Quang. Vì vậy mà cái chùa đầu tiên của thủy tổ của cái lập đạo Phật giáo truyền sang Việt Nam là đúng ra cái chùa đầu tiên là cái chùa mang tên là Phật Quang, là cái thời thế kỷ thứ nhất á, thời Bà Trưng Bà Triệu là có cái chùa. Khi mà chư tổ truyền bá sang nước Giao Chỉ Giao Châu của bây giờ,
giờ là Việt Nam của mình là chùa tên là Phật Quang. Vì vậy mà sau này có một vị tôn túc, một vị hòa thượng thì bỏ nước ra đi qua bên này, đi đâu cũng đặt cái chùa là tên là Phật Quang. Có một thời gian tôi cũng ở cái chùa tên là Phật Quang, mà nhiều khi rồi cứ mình chỉ hiểu chữ Phật Quang là Phật sáng thôi, chứ còn không có biết cái nội dung sâu sắc của hai từ Phật Quang đó. Mà chính vị tôn túc mà đặt cái chùa đó, tôi e rằng tới giờ này cũng chưa biết nữa. Không phải tôi chơi bai, tôi cơ hiềm chứ. Nếu biết rồi thì không có chín mấy tuổi mà xách gậy đi đầu này đầu kia kiếm tiền. Chữ Phật Quang có nghĩa là Phật, Phật đạo đồng, quyền xướng ngũ thừa, thật quy nhất tánh, quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Đó là hai danh từ Phật Quang mà để đặt tên một cái ngôi chùa mà thời thế kỷ thứ nhất của tại nước Việt Nam. Phật Phật đạo đồng có nghĩa là chư Phật cùng với chư Phật trong mười phương giác ngộ đồng nhau không khác. Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni mới đặt ra cái vấn đề mà có Phật Di Đà, Phật Dược Sư, Phật này Phật kia, Phật nọ, phương này phương kia phương nọ, là tại vì ý chỗ này nè mới có thôi. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni mà không giới thiệu Phật này Phật kia Phật nọ thì khác nào Đức Thích Ca Mâu Ni dành có mình trên vũ trụ hay sao? Cho nên vì vậy mà Ngài mới đường hoàng đứng giữa thế giới chúng sanh cõi tam giới này mà tuyên bố ta là Đấng Như Lai, là Ứng Cung, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ. Ngài chỉ tuyên bố cõi ta bà, chứ thật sự đâu phải riêng cõi ta bà. Mà Ngài đã giác ngộ là Ngài trùm pháp giới. Cho nên tôi nói chơi, nhiều khi tôi muốn sau này mà nước Mỹ tự do và tôi đặt một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam trùm vũ trụ là vậy đó. Chứ đâu có riêng Phật Thích Ca Mâu Ni, đâu có riêng ta bà. Nhưng bà tại vì lý do rằng là Ngài ở cõi ta bà, mà Ngài nếu mà Ngài nói là Ngài thành Phật hết trơn hết trội vũ trụ thì người ta lại đánh giá Ngài sao? Buộc lòng Ngài phải giới thiệu ở phương Tây, ở thế giới cực lạc kia thì có Phật Di Đà, ở Đông Phương thì có Phật Dược Sư, ở Tây Phương thì có Phật nào đó, ở Bắc Phương thì có Phật Vô Bố Quý, ở Nam Phương đã 16 vị vương tử này nè, một hồi 16 người này có đây nè, có A Di Đà Phật ở trong này nè. Đó 16 người con của Đại Thông Trí Thắng Như Lai, cuối cùng cái người cuối cùng là Thích Ca Mâu Ni thành Phật tại ta bà đó. Tuyệt vời cái giáo lý Đại Thừa ở chỗ đó đó quý vị. Cho nên Phật Phật đạo đồng, quyền xướng ngũ thừa, thật quy nhất tánh. Chư Phật là đồng nhau không khác, nhưng mà tại vì Ngài muốn mở cái cửa phương tiện, Ngài muốn nói lên cái pháp ngũ thừa, chứ đúng ra theo lẽ là tam thừa thôi. Nhưng mà vì lý do là nếu nói tam thừa thì nó không có cái hàng cư sĩ ở trong đó, bởi vì thường thường tam thừa lấy từ Thinh Văn trở lên, cho nên chia trẻ ra thêm hai thừa nữa là Nhân thừa và Thiên thừa, cho nên quyền xướng ngũ thừa. Nhưng mà cuối cùng để chia về để thật quy nhất tánh. Cái thật của ngũ thừa này để quay về một thôi. Quay về một. Quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Cái hào quang phải là quang quang vô tận, tỏ hào quang mười phương pháp giới đều thấy lẫn nhau. Cho nên pháp giới thì sáng rực theo cái mặt thời gian, thì suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai, không gian thì trùm khắp tứ phương tứ duy thượng hạ. Cho nên mặt trời, không có mặt trời thì không có vụ đi ngủ, mà tại vì quả đất mình xoay quanh mặt trời, cho nên rồi có nhiều người ngứa chữ nghĩa trên đặt bài thơ hôm nay mặt trời đi ngủ sớm. Mặt trời làm gì có vụ đi ngủ. Đi ngủ là mình đi ngủ chứ mặt trời không có vụ đi ngủ. Nhưng mà tại mấy ông thơ văn không đặt cho có hay vậy. Hôm nay mặt trời đi ngủ sớm, trái đất nó quay quanh cái thái dương hệ, cho nên rồi nó bị phức thì mình gọi là ban đêm, mà khi nó hiển lộ ra thì mình gọi là ban ngày. Chứ còn mặt trời nó quang quang vô tận mà,
thụ cùng tam tế hoành cố thập phương, xuyên suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai về mặt thời gian, còn không gian thì xuyên suốt mười phương, cho nên hoành cố thập phương. Vì vậy mà Đức Phật A Di Đà đó thì gọi ngài là pháp giới tạng thân, tạng thân tùy xứ hiện. Cho nên Phật A Di Đà mới dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, là về mặt không gian và thời gian đó. Chứ không có Phật A Di Đà nào mà rảnh rỗi mà mặc áo đỏ hoài không thay. Phật Thích Ca một năm hồi xưa mà tấm Phật đản một năm còn thay một lần. Bây giờ sau này họ làm cái tượng này không còn nha. Chứ hồi mà thời của Thượng Tọa Viện Chủ với thời của tôi thôi đó, chứ còn là còn thời trước nữa, còn đặc biệt là không có vụ mà làm sẵn cái áo gì đâu, làm cái hình cái ông Thái tử Tất Đạt Đa rồi, rồi có ông tay chỉ trời, ông tay chỉ đất, rồi có thằng nhỏ chỉ ở giữa nữa. Thành ra là cái một năm rồi phải tắm rồi thay áo đàng hoàng à nha. Tôi nói thật, cái đó là nói thiệt chứ không có nói đó. Thành ra cho nên là nói về Phật thì Phật Di Đà là vậy đó, phải thay áo đàng hoàng, chúng phải lúc nào mặc áo đỏ. Mà Phật gì mà mặc áo gì mà đủ màu sắc, có bông có hoa, rồi mình thấy vậy rồi mình mê đó. Cho nên mặc kim tuyến không làm sao mà ngủ, không lẽ Phật không ngủ? Cho nên quý vị, tất cả chúng ta đều là những có những cái lòng tin mà sai lệch hết. Tin là tốt nhưng mà phải tin chánh tín. Kinh Pháp Hoa nói rằng chư Phật thành Phật là hào quang phát ra từng lỗ chân lâm, nghĩa là toàn thân phát ra một khối trí tuệ. Nghe nói mà trong kinh đó là Đức Phật phát ra từng lỗ chân lông, cái là quý vị phát hào quang là quý vị tưởng tượng vậy. Cho nên rồi bây giờ có nhiều người vẽ cái hình Phật xung quanh toàn là sáng rực, nó bắn tia như nhiếm vậy đó. Trời Phật ơi, phát ra từng lỗ chân lông có nghĩa là toàn thân phát ra thành một khối trí tuệ. Mấy cái bài này tôi viết, tôi soạn lục rất sâu sắc cho quý vị, tôi cho quý vị cứ đem sách về và đọc. Phát ra một khối trí tuệ, chúng ta làm sao thấy Phật tỏ hào quang ngày đêm phải sáng. Đừng thấy hào quang đến giờ cúng mới bật đèn, bật câm tắt đổ màu sắc, thì là hiện tượng phương tiện của tục đế. Chúng ta phải ôn lại cái giáo lý tứ đế. Nhắc tới đây là bắt đầu nói là chư Phật nào ra đời cũng nói giáo lý tứ đế. Mà giáo lý tứ đế là cái nhịp cầu nối của nhân thiên, của thinh văn duyên giác Bồ Tát cho tới Phật. Cho nên tất cả từ tiểu thừa cho tới đại thừa phải đi qua cái nhịp cầu này hết. Khổ tập diệt đạo. Mà tứ đế á, thì nó có 3-4 loại tứ đế: sanh diệt tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế. Xưa nay tất cả các bài Phật học, kinh Phật dạy trong các trường cho tới các Phật tử nghe thì đều là cái thầy dạy cho các vị sanh diệt tứ đế mà thôi. Còn thật ra nó tứ đế của đại thừa Phật giáo là phải vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế. Đó, thôi thì tới đây mình nghỉ thứ tư học tiếp, bắt đầu vô tứ đế. Vậy mà tứ đế nó có 4 loại tứ đế. Tứ đế là 4 thứ chân thật, là khổ tập diệt đạo. Từ cái 4 thứ chân thật đó mới chia ra làm 2: tục đế và chân đế, có nghĩa là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Rồi từ cái đó mới triển khai ra 4 loại tứ đế là vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, vô sanh tứ đế. Thôi tới đây nghĩ là vừa đó. Nguyễn Tọa đặt, bảo quý vị đặt cái nghi vấn, cái tham vấn, có câu hỏi gì không? Con xin hỏi
Thưa quý vị, chỉ nói tự do chứ thật ra tự do về cái mặt bên ngoài thôi, chứ còn tự do của chúng ta ở nước Mỹ này là nó có luật hết trơn à. Chứ phải tự do là muốn làm gì làm. Nó tự do là con người nó không có gò bó những cái tư tưởng lo âu, sợ hãi. Hôm nay tôi mới nói chuyện đạo hữu Nhuận Nhã ngày hôm qua, tôi nói mà quý vị cười khà. Tôi nói tất cả cái tự do của nước Mỹ này mà mấy thầy ở Việt Nam qua đây đó, cũng như là mấy tín đồ Phật tử của người Việt Nam của mình qua đây đó, không thực hành được cái tự do của nước Mỹ đâu, mà vẫn ôm, vẫn đi, đang đi trên nhịp cầu của chủ nghĩa cộng sản. Mà tự do tư bản này nó đã trải qua cái chủ nghĩa cộng sản rồi, cho nên tư bản này nó là ông nội của cộng sản đó. Mà bây giờ mình nói ra thì nó có chính trị, mà tôi đang suy nghĩ, đang định viết một cái bài luận giải chỗ đó. Bởi vì tất cả những cái điều mà chúng ta qua bên đây đều chúng ta ôm một cái tư tưởng, dầu chúng ta không ưa cái chế độ, không ưa cái chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà vẫn có gì, vẫn chúng ta vẫn có những cái tư tưởng nó giống. Một là bây giờ chùa chiền nó mọc lên như nấm, thì cái đó là giống như là chúng ta ôm một cái tư tưởng là lấy cái lượng để đưa về cái chất chứ gì. Cho nên như vậy mà mấy ông Hô Lao hay là mấy ông mà nó hắc âu đỏ, cho nên nó đánh phá là như vậy đó. Nó biết mà nó phải đau ra không được. Nó biết mà nó phải đau ra không được. Thứ hai nữa là coi như là mình không có hòa hợp với nhau. Vì vậy mà gọi là thống nhất là có, nhưng mà để đấu tranh, cho nên cái giáo hội nó rã bèn. Đó là cái thứ hai của tư tưởng chủ nghĩa cộng sản. Tự do đó, cái tự do mà mình thường nêu lên, cái tự do đó, nó không có đúng với cái ý nghĩa tự do mà theo tinh thần giải thoát của nhà Phật. Tự do đây là tự do không có bị áp lực, không có bị sự đặc thể. Còn cái tự do giải thoát của mình đó, phải nghĩa là hãy tỏa hết những cái phiền não trong cõi lòng của mình, tâm tư mình nhẹ nhàng và mình sẽ không có một cái nghĩ gì hại cho mọi người, hại cho nhân quần xã hội, cho chúng sanh. Đó, cái tự do đó có nghĩa là tâm mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, thư thái, và thân mình lúc nào cũng an. Nó khác với lại cái tự do mà mình thường theo. Hôm nay thì gần hết giờ rồi, cái câu hỏi của cô Diệu Hiếu đó thì nó cũng không có nằm ở trong trọng tâm của chúng ta học đạo. Có một câu hỏi rất kịp, nhưng mình rất tiếc là không đủ thời gian để cho chia sẻ với người. Hôm rồi thị sĩ, tức là Trương á, có mô thưa với thầy một đặt ra một cái câu hỏi mà vậy nó là phải có thời gian và giải thích để chia sẻ với Phật tử chúng ta cần phải học. Đó là câu hỏi anh ta cũng mượn lại câu hỏi của một người bạn đặt ra, bởi vì người bạn nó có một người em bệnh mà cầu xin không được, cho nên ông ta mất niềm tin với Phật Phật Pháp. Rồi anh thị sĩ mới nói là nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao chỉ cho họ thấy được cái thần thức, cái tánh linh, cái tâm của mình khi mất đâu và từ đâu đến. Thì cái câu hỏi này nó chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải thông để chúng ta biết rằng khi sau này, khi mãn bằng chúng ta sẽ đi về đâu và nó trụ ở nơi nào và nó từ nơi nào để thanh tịnh. Và rất tiếc là không có thời gian để chia sẻ với Phật tử cho nên hẹn là khi nào có thời gian chúng ta nên chia sẻ ra cái câu hỏi này. Và bây giờ thầy tập chỉnh có một phút để tâm sự với Phật tử. Anh chị thầy bảo xin phép là thực hiện những chương người chủ đi vào cái câu hỏi cô Diệu Hiếu một phút thôi. Nãy đó đi tự do nên thầy không có làm chùa. Sư tử đó, thầy thiện tài hay thầy nào cũng có thể xây chùa, chỉ có là đô la mà thôi. Thì
hay cái tự do. Chỉ cái xây cất đúng theo cái cốt, cái quy định của chính phủ cho thành cái đó, người làm cũng được, không cứ vào thành. Thành ra xin một vô quan nó có dự hiếu là thông cảm như vậy. Cái thứ hai thầy được chủ nói là vì cái câu hỏi nó không ở trong cái bài giảng hôm nay, thì xin thông cảm hay như là vậy. Vậy quý vị hồi hướng không biết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.